Trong tuần trước, với chiến thắng thuyết phục trước Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ Hà Nội, ba chàng trai đến từ Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa đã giành tấm vé thứ 6 bước vào vòng tứ kết của Trường Tin 2018. Vòng loại cuộc thi tranh biện Trường Tin đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết khi chỉ còn một trận đấu cuối cùng để tìm ra những đội thi xuất sắc nhất. Và đội thi nào sẽ trở thành quán quân của cuộc thi tranh biện Trường Tin 2018 và nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình? Một chuyến tham quan và trải nghiệm học tập trong 7 ngày tại Đại học Macquarie, Sydney, Australia, top 50 trường đại học quốc tế tốt nhất trên thế giới. Còn chần chừ gì nữa? Ngay bây giờ, hãy cùng đến với sàn đấu tranh biện của Trường Tin 2018. Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã cùng với chúng tôi có mặt ở trường quay của Trường Tin 2018. Vậy là với hành trình của vòng loại 1/14 của Trường Tin 2018, chúng tôi đã có rất nhiều những đội thi đấu xuất sắc đến từ các trường trung học phổ thông trên cả nước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn thêm một đội nữa sẽ đến với vòng tiếp theo. Các bạn đều là những người đã rất xứng đáng có mặt ở trường quay này. Hy vọng các bạn sẽ thể hiện hết sức và mang lại may mắn cho đội của mình. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi làm quen với hai đội sẽ đến với Trường Tin 2018 ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là đội trường trung học phổ thông chuyên Sơn La. Và đội đối thủ là ai? Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón trường trung học phổ thông Quảng Xương 1 Thanh Hóa. Vâng, các bạn đều đã xuất hiện trên sân khấu và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm quen kỹ hơn với từng thành viên của các đội. Đầu tiên là phía đội trường trung học phổ thông chuyên Sơn La. Chúng ta có ba cô gái rất xinh đẹp: Hồng Ngọc, Khánh Huyền và Phương Thảo. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với đội phản đối ngày hôm nay. Đó là đội của trường trung học phổ thông Quảng Xương 1 Thanh Hóa với ba thành viên: bạn Hạnh Linh, bạn Thành Đạt và bạn Phương Anh. Hy vọng là các bạn cũng sẽ lên tinh thần thật là thoải mái, thư giãn để có thể tránh những áp lực căng thẳng, được không ạ? Bởi vì nhìn hiện giờ thì cả 6 bạn đều trông hơi rụt rè một chút. Anh có thể hỏi Ngọc một câu không? Điều gì thường làm cho em lo lắng nhất? Đứng trước ánh đèn. Nhưng mà cái đèn nó có làm gì mình đâu nhỉ? Em không hiểu, em bị lóa mắt. Em bị lóa mắt là thấy lo lắng à? Không sao cả. Bởi vì ngày hôm nay bạn sẽ tập trung vào một điều khác. Lời khuyên của anh dành cho em nhé. Khi đến lượt tranh biện của mình, em hãy nhìn thẳng vào đối phương, tránh ánh đèn đi. Và hãy cho Ngọc một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Chúng ta sẽ nói chuyện một vài câu với một thành viên ở bên đội Quảng Xương 1 Thanh Hóa. Bạn Đạt thân mến, bạn có cảm nhận được cái sự hâm mộ của các thành viên ở các đội khác cũng như của khán giả dành cho mình khi mà tham dự chương trình Trường Tin 2018 không? Em nghĩ là em chưa cảm nhận được. Chưa cảm nhận được à? Vâng, bây giờ chúng ta có thể bày tỏ tình cảm với bạn ấy được không ạ? Và hãy cho cả Đạt cùng với cả ba thành viên của đội Quảng Xương 1 một tràng pháo tay thật lớn. Chúng tôi sẽ cổ vũ tinh thần cho các bạn. Hãy thật thoải mái để đến với trận đấu ngày hôm nay. Và trước khi đến với các phần tranh biện chính thức ngày hôm nay thì xin mời cả hai đội chúng ta sẽ trở về vị trí ngồi của mình và chuẩn bị sẵn sàng. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, hãy cùng làm quen với ban giám khảo của Trường Tin ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị giám khảo thứ nhất. Đó là một nữ giám khảo rất tài năng, xinh đẹp, có nụ cười rất là tươi tắn. Chị là một trong top 20 nhà tranh biện trẻ châu Á, giám khảo Nguyễn Ngọc Tú Uyên. Và vị giám khảo thứ hai của chúng ta, anh đến từ Singapore, là một người có kinh nghiệm tranh biện tại các cuộc thi trên toàn thế giới. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của giám khảo anh Walter Yu. Và mỗi chương trình Trường Tin sẽ luôn luôn có một vị giám khảo khách mời. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui mừng khi đã có được sự đồng ý của anh đến với Trường Tin 2018. Xin giới thiệu nhà báo Ngô Bá Lục. Nhà báo Ngô Bá Lục cũng đã có một khoảng thời gian ngắn để cùng chia sẻ với các thí sinh của Trường Tin 2018 tại trại hè tranh biện của Trường Tin. Không biết là anh có thể cho những bạn trẻ ở đây một vài lời động viên cũng như là một vài lời nhận xét khi mà cùng làm việc với các bạn từ trại hè tranh biện được không ạ? Tôi có may mắn được làm việc với các bạn một buổi chiều và đấy là một buổi chiều rất là đáng nhớ của tôi, bởi vì là có lẽ là rất là lâu rồi tôi có một cái buổi nói chuyện với các bạn gần 3 tiếng không nghỉ. Và các bạn cũng làm cho tôi cảm thấy rất là hào hứng khi các bạn tham gia, đặt ra những cái câu hỏi và tranh luận rất nhiều. Và rất vui hôm nay lại được ngồi đây chứng kiến các cuộc thi của các bạn. Đấy là một điều rất tuyệt vời đối với tôi. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, chúng ta đã được lắng nghe những lời chia sẻ, những động viên khích lệ của nhà báo Ngô Bá Lục, một thành viên của ban giám khảo. Xin cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay đã nhận lời mời của Trường Tin.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với một khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Hãy cùng đón xem kiến nghị nào sẽ được đưa ra cho trận thi đấu ngày hôm nay. Văn hóa thần tượng, một khái niệm không hề mới, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang lại sự quan tâm rất lớn của xã hội. Thần tượng của bạn có thể là một ca sĩ nổi tiếng, một diễn viên tài năng hay một cầu thủ đá bóng xuất chúng. Thế nhưng, hâm mộ như thế nào là tích cực và những hành động gì được cho là gây ảnh hưởng không tốt tới thần tượng của mình? Sự hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí đến mức độ hơi quá đà của công chúng ngày nay đang góp phần tạo ra nhu cầu rất lớn về thông tin đời tư của thần tượng. Thực tế đã cho thấy điều này mang đến những ảnh hưởng đáng kể tới sự nghiệp của người nổi tiếng. Liệu rằng sự quan tâm thái quá này của người hâm mộ đang gây ra những tiêu cực không đáng có, hay chính nhờ những scandal đời tư mà công chúng tìm ra sẽ giúp thần tượng khẳng định được sự nổi tiếng của mình? Trong trận tranh biện ngày hôm nay, hãy cùng hai đội chơi đưa ra những quan điểm của mình trước kiến nghị. Chúng tôi tin rằng người hâm mộ Việt Nam đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới thần tượng của họ. Vâng, kiến nghị của chúng ta ngày hôm nay đó là: chúng tôi tin rằng người hâm mộ Việt Nam đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới thần tượng của họ. Và bây giờ, trước khi bước vào những lượt thi đấu chính thức, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng theo dõi lại một lần nữa luật tranh biện của Trường Tin 2018. Mỗi kiến nghị của Trường Tin sẽ được tranh biện bởi hai đội gọi là đội ủng hộ và đội phản đối. Mỗi đội gồm 3 thành viên với 4 lượt nói. Đội ủng hộ có quyền nói trước, đội phản đối có quyền kết thúc cuộc tranh biện. Thời gian ở lượt nói thứ nhất là 3 phút, thời gian ở lượt nói thứ hai là 4 phút, đội đối phương có 1 phút cho việc đặt câu hỏi. Thời gian ở lượt nói thứ ba là 4 phút, đội đối phương có 1 phút cho việc đặt câu hỏi. Thời gian ở lượt nói cuối cùng, lượt phản hồi là 2 phút. Đây là cơ hội cuối cùng để mỗi đội chơi chứng minh ưu thế của mình so với đội đối phương. Mỗi lượt nói sẽ được ban giám khảo cho điểm với tổng số điểm là 30 điểm mỗi lượt. Lượt phản hồi có tổng điểm là 15 điểm. Mỗi giám khảo có tối đa 5 nút like để bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của thí sinh. Nhưng nút like sẽ không có giá trị về mặt điểm số. Kết thúc cuộc tranh biện, đội chơi nào có số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Chúng ta sẽ không chờ đợi lâu hơn nữa. Hãy cùng đến với trận tranh biện ngày hôm nay của Trường Tin 2018. Với lượt đầu tiên, xin mời hai thí sinh của các đội. Phía đội ủng hộ, xin mời bạn Hồng Ngọc. Và phía đội phản đối, chúng tôi xin mời bạn Hành Linh. Hiện giờ đang đứng cạnh tôi là thành viên của đội ủng hộ bạn Hồng Ngọc và thành viên của đội phản đối bạn Hạnh Linh. Cảm xúc của em hiện giờ thế nào hả Linh? Thì lúc trước vào trường quay thì em cảm thấy rất là run, nhưng mà khi được đội của em ủng hộ thì cảm xúc đấy gần như đã biến mất rồi ạ. Đấy, cái sự lo lắng hồi hộp nó phải biến mất nhanh như vậy thì mới xứng đáng là thí sinh của Trường Tin, đúng không ạ? Cảm ơn bạn. Còn Ngọc thân mến, em tự tin bao nhiêu phần trăm với phần thể hiện của mình? Em không biết ạ. Không biết ạ? Nhưng vâng, có tự tin không ạ? Có. Chắc chắn chưa ạ? Chắc chắn ạ. Vâng, hãy cho Ngọc một tràng vào tay được không ạ? Hai bạn đều đã sẵn sàng rồi. Và hãy lưu ý là với lượt thi đấu thứ nhất, mỗi bạn sẽ có 3 phút để trình bày quan điểm của mình về kiến nghị của chương trình. Đội ủng hộ sẽ là đội bắt đầu trước. Đừng quên là phần hỏi đáp sẽ chưa được áp dụng trong lượt thi đấu này. Sẵn sàng chưa ạ? Tôi ạ. Tôi ạ. Và sau đây, lượt thứ nhất bắt đầu. Chào bạn, mình là người đầu tiên đến từ đội ủng hộ với kiến nghị. Chúng tôi tin rằng fan hâm mộ Việt Nam đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến thần tượng của họ. Đầu tiên xin được định nghĩa thần tượng là gì? Thần tượng ở đây là những người có tài năng xuất chúng, được người khác yêu mến bởi tài năng đó, hoặc lấy đó làm hình tượng cho bản thân. Thần tượng có thể ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau như trong showbiz, thể thao hoặc chính trị. Fan hâm mộ là những người yêu mến, ngưỡng mộ thần tượng của mình và họ sẵn sàng thể hiện sự yêu thích hâm mộ đó bằng nhiều cách khác nhau. Vậy văn hóa fan và thần tượng là gì? Văn hóa fan và thần tượng là sự yêu mến của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình và cách họ bày tỏ tình cảm ấy. Văn hóa này xuất hiện khi thần tượng xuất hiện và họ được nhiều người yêu quý. Văn hóa fan và thần tượng được thể hiện qua nhiều hình thức như là qua việc online như trên các mạng xã hội, các bài vlog hay video, và hình thức offline như qua các buổi họp fan meeting hoặc ký tặng. Vậy tại sao lại có kiến nghị này? Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực trạng và nhận thấy rằng văn hóa fan hâm mộ và thần tượng đang bị đẩy đi quá xa, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến chính thần tượng của mình. Do đó, mục đích của chúng tôi đến đây ngày hôm nay là hướng tới một xã hội mà ở đó văn hóa fan và thần tượng không bị đẩy đi quá xa, mọi thứ sẽ trở nên văn minh hơn. Một xã hội mà ở đó tình cảm của các fan hâm mộ không gây ảnh hưởng tiêu cực nhiều tới thần tượng của họ nữa. Để ủng hộ cho kiến nghị ngày hôm nay, chúng tôi xin được nêu ra 3 luận điểm như sau. Thứ nhất,
người hâm mộ đang gây áp lực cho thần tượng khiến họ trở nên sa sút hơn trong sự nghiệp. Thứ hai, tình yêu của người hâm mộ đang xâm phạm đời tư của thần tượng khiến họ cảm thấy gò bó và căng thẳng trong cuộc sống. Thứ ba, hành vi sai trái của fan hâm mộ đang ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của thần tượng trước mặt công chúng. Tôi xin giải thích luận điểm 1 và luận điểm 2 của luận điểm 3 của chúng tôi sẽ để người thứ hai giải quyết. Đầu tiên, luận điểm 1, người hâm mộ đang gây áp lực cho thần tượng khiến họ trở nên sa sút hơn trong sự nghiệp. Tình yêu của người hâm mộ đối với thần tượng là không sai, nó có thể tạo động lực cho thần tượng, nhưng vô hình chung tình yêu ấy lại gây áp lực lớn hơn. Tại sao lại vậy? Khi người hâm mộ đặt kỳ vọng quá lớn vào thần tượng của mình, thần tượng sẽ bị áp lực nặng nề để đạt được những kỳ vọng đó, bởi vì họ lo sợ một ngày fan hâm mộ của họ sẽ quay lưng lại với chính mình, họ lo sợ một ngày những người đã từng tin tưởng họ sẽ không yêu thích họ nữa. Từ áp lực họ nặng nề, họ trở nên bị stress, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, có các dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn và từ đó gây nên sự sa sút trong công việc. Tôi xin lấy câu chuyện về một nữ thần tượng mà chúng tôi muốn giấu tên làm ví dụ như sau. Cộng đồng fan hâm mộ của cô ấy đã quay lưng lại với chính thần tượng của mình vì họ cho rằng thần tượng của họ đã có 2 năm hoạt động không hiệu quả, không thành công như thời Hoàng Kim. Từ đó dẫn đến tình trạng nữ thần tượng đã bị stress nặng nề và từng nghĩ đến việc giải nghệ sau 10 năm hoạt động nghệ thuật. Từ ví dụ trên cho thấy, chúng tôi đồng tình rằng đã là thần tượng thì họ phải chịu những áp lực mà người khác khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế và thấy rằng áp lực này đang trở nên quá lớn. Trong khi đó, thần tượng lại không thể biểu lộ cho fan và truyền thông biết được. Mặt khác, fan lại không thể nhận ra được điều này và tiếp tục đẩy tiêu cực này trở lên xa hơn. Tôi xin hết ạ. Người một của đội phản đối và hôm nay tôi đến đây để phản đối về ý kiến là người hâm mộ có ảnh hưởng tiêu cực đến thần tượng của họ. Trước tiên, tôi xin được mở rộng định nghĩa thần tượng. Thần tượng ở đây không chỉ là một cái danh mà thần tượng ở đây còn là một nghề. Bởi vì sao? Bởi vì họ kiếm sống nhờ này, họ kiếm sống nhờ fan hâm mộ của họ, họ kiếm sống nhờ việc bán album, họ kiếm sống nhờ việc làm quảng cáo. Và đúng, thực trạng ngày nay có một số ít fan hâm mộ làm ảnh hưởng đến thần tượng của họ, nhưng chúng ta không thể phủ nhận cái lợi ích mà fan hâm mộ đem lại cho. Đó là một ích to lớn, nó giúp thần tượng có động lực và niềm tin cho con đường của họ. Và thế giới mà chúng tôi đang xây ra là chúng tôi muốn nâng cao văn hóa thần tượng. Và giải pháp của chúng tôi đưa ra đó chính là thành lập những câu lạc bộ có quy mô dựa trên những câu lạc bộ có sẵn và có những người quản lý. Điều này giúp cho kiểm soát cũng như nâng cao được văn hóa thần tượng. Sau đây tôi xin trình bày 2 luận điểm của đội mình. Luận điểm 1, chúng tôi cho rằng người hâm mộ mang lại lợi ích cho người nghệ sĩ. Và luận điểm 2, chúng tôi cho rằng người hâm mộ có tác dụng tích cực đến ngôi sao như là ngôi sao thể thao. Và sau đây, tôi xin được phản biện lại ý kiến của đội bạn. Các bạn cho rằng việc người hâm mộ tạo dựng sẽ khiến cho thần tượng của họ áp lực và trở nên sa sút. Tuy nhiên, các bạn đang nhìn vấn đề một cách phiến diện. Chúng ta có thể nhìn vấn đề một cách tích cực là rằng áp lực ấy có thể giúp cho thần tượng của họ tiến bộ hơn. Và sau đây, tôi xin trình bày luận điểm 1 của đội mình. Người hâm mộ mang lại lợi ích cho người nghệ sĩ. Và lợi ích ở đây là họ mua album, họ xem biểu diễn, họ tăng số tiền mà hàng tháng mà người nghệ sĩ ấy tăng được. Họ bảo vệ idol của mình trước những lời lẽ công kích, họ quan tâm idol của mình trước những lời lẽ nhỏ nhất. Và nếu như có những fan hâm mộ xấu, có những fan hâm mộ công kích thì cái điều đấy sẽ giúp cho được tương tác của họ giữa khán giả ngày một tăng lên. Có những nghệ sĩ, có những người ca sĩ, có những công ty quản lý cố tình tạo ra những cuộc tranh luận này để họ có thể tăng số lượng tương tác của mình với công chúng. Và điều này giúp cho họ tăng được số tiền hợp đồng. Và sau đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Thế là chúng ta đã kết thúc lượt đầu tiên của trận tranh biện ngày hôm nay. Anh thì không được quyền đánh giá nội dung của các bạn rồi, nhưng mà thực sự là muốn các bạn hãy cố gắng hơn rất là nhiều, vì có thể cảm nhận được các bạn vẫn còn rất nhiều sự bối rối và có lẽ là hơi mất bình tĩnh một chút khi đứng ở trường quay. Và cũng hy vọng là những thành viên tiếp theo, thành viên thứ hai và thành viên thứ ba của các đội, thì chúng ta hãy cố gắng là sẽ bình tĩnh hơn nữa để có thể mang lại kết quả tốt nhất, được không ạ? Chúng tôi sẽ mời 2 thí sinh cùng lắng nghe những giám khảo của chúng ta đưa ra nhận xét cho lượt đầu tiên của các bạn. Vâng, xin mời chị Uyên ạ. Điều đầu tiên đó là chị phải xin lỗi bạn bên đội ủng hộ, tại vì lúc nãy bạn nói hay quá mà chị quên giơ like dành cho bạn. Ok.
Tại vì phần nói của bạn chị cứ mãi nghe xong rồi cứ gật gù mà quên dành cho bạn cái like trong lúc mà bạn nói. Chị rất là thích phần nói này bởi vì sao? Bạn làm bước nào ra nước bước đấy và bạn làm từng bước rõ ràng. Bạn không ngay lập tức bạn chạy vào trong cái phần nội dung mà bạn có một cái phần giới thiệu chị rất thích, đó là văn hóa fan và thần tượng như thế nào. Chỉ có duy nhất một cái phần mà chị muốn em chú ý một tí thôi, đó là em đừng nhìn giấy nhiều quá, em nên có nhiều sự tương tác với giám khảo cũng như là đối với đội đối phương nhiều hơn thì phần trình bày của em sẽ rất là tuyệt vời. Còn đối với bạn bên đội phản đối thì chị thấy em có rất nhiều nỗ lực để em trình bày và phần trình bày của em liên quan đến lợi ích mà fan sẽ dành cho thần tượng như thế nào rất tốt. Tuy nhiên chị lại có hơi tiếc một tí, đó là phần phản biện của em nó lại chỉ ra thôi nhưng mà em vẫn chưa đào sâu cái phản biện của mình, cho nên phần trình bày của em ở lượt thứ nhất này thì vẫn chưa khiến cho chị thuyết phục lắm, cho nên 10 điểm của chị sẽ dành cho đội ủng hộ. Vâng, và sau đây thì chúng ta cần lắng nghe anh Wonder You sẽ đưa ra nhận xét cho các bạn. Xin trân trọng kính mời anh. Đầu tiên khi nhìn vào nội dung, điều mà tôi thích ở cả hai đội là việc các bạn rất cố gắng phát triển những ý tưởng khác nhau. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng có một đội đã làm tốt hơn trong việc cho chúng tôi thấy sự chuẩn bị luận điểm một cách rõ ràng, cũng như những ví dụ của các bạn giúp tôi hiểu rõ và tin vào những gì bạn ấy nói hơn là đội đối phương. Trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng đội ủng hộ làm tốt hơn một chút trong việc trình bày luận điểm cũng như đưa ra dẫn chứng. Còn về mặt chiến thuật, vì kiến nghị này sẽ đến việc người hâm mộ gây tác hại nhất định cho thần tượng. Nên chúng ta cần phải rất cẩn thận khi so sánh tác hại với lợi ích. Cần phải hiểu rằng đây không chỉ là một trận tranh biện về những tác hại nhỏ hay lợi ích nhỏ. Nếu cuối cùng các bạn tranh biện như vậy, tất cả những gì các bạn làm chỉ là chỉ ra tác hại này với lợi ích khác. Chúng ta cần phải hiểu rằng tại sao tác hại này lại khó giải quyết hay tại sao lợi ích này lại rất quan trọng. Để từ đó, chúng ta khẳng định rằng có nhiều tác hại hơn lợi ích trong mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ. Với một sự chênh lệch rất nhỏ như vậy, tôi sẽ dành 10 điểm của mình cho đội ủng hộ. Vâng ạ, và chúng tôi cũng đang chờ đợi phần cho điểm và đánh giá của nhà báo Ngô Bá Lục dành cho hai bạn. Theo cái nhìn nhận của tôi cũng giống như là chị Uyên, thì các bạn bên Sơn La nhỉnh hơn một chút bởi vì là các bạn ấy trình bày mạch lạc hơn, đưa ra các cái luận điểm một cách rất là rõ ràng và đưa ra cả những cái ví dụ nữa. Và cái cách trình bày của bạn thì cũng rất bình tĩnh. Các bạn ở bên Quảng Sương 1, các bạn rất là lưu ý trong chuyện đấy khi mà tranh biện. Cái phần trình bày của mình cũng rất là quan trọng. Các cái kỹ năng thì hai giám khảo đã nói rồi. Anh chỉ thấy có một cái điều như này. Ví dụ như là bên các bạn ủng hộ, các bạn nói rằng là fan bây giờ đang làm ảnh hưởng xấu đến thần tượng của mình, nôm na là như vậy. Thế thì các bạn phải bảo vệ cái luận điểm là bởi vì fan là những người mà nuôi đời sống của bạn, thì ít nhất bạn cũng phải chịu được tất cả những áp lực mà fan tạo nên, nó là một sự công bằng. Tức là chúng ta phải đưa ra những cái ví dụ cụ thể thì rõ ràng cái bài trình bày của bạn nó sẽ thuyết phục hơn rất là nhiều. Về phần thi của hai bạn thì tôi cũng dành điểm 10 đầu tiên dành cho đội Sơn La. Xin cảm ơn ban giám khảo đã đưa ra cho cả hai đội những lời nhận xét và những điểm số đầu tiên. Hiện giờ, sau lượt thứ nhất của trận tranh biện ngày hôm nay, thì đội ủng hộ là trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La đang có 30 điểm. Và xin chúc mừng hai bạn một lần nữa vì đã hoàn thành xong lượt thi của mình. Chúng ta có thể trở về vị trí ngồi của mình. Quý vị khán giả truyền thân mến, chúng ta đã đi hết một lượt của trận tranh biện ngày hôm nay. Và đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau ít giây. Ngay từ lượt thi đấu đầu tiên, hai đội đã có sự chênh lệch về điểm số khá rõ rệt. Với sự điềm tĩnh của mình, cô bạn nhỏ nhắn Hồng Ngọc đã chinh phục được ban giám khảo và đem về toàn bộ 30 điểm cho đội ủng hộ. Thế nhưng, đây mới chỉ là lượt nói đầu tiên và những trận thi đấu của Trường Tin thì luôn tràn đầy những tình thế bất ngờ. Cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu thứ hai nhé! Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với lượt thứ hai ngày hôm nay trong trận thi đấu của Trường Tin 2018. Với kiến nghị, chúng tôi tin rằng người hâm mộ Việt Nam đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới thần tượng của họ. Và trong lượt thứ hai này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với thành viên của hai đội. Đến từ phía đội ủng hộ, xin mời bạn Khánh Huyền. Và đến từ đội phản đối, xin mời bạn Thanh Đạt. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có một lượt rồi và đội ủng hộ đang dẫn trước với 30 điểm. Đội phản đối thì các bạn chưa có điểm nào và hãy cố gắng hết sức ở trong lượt này được không ạ? Và Thanh Đạt thân mến, trước khi đến với lượt này thì cảm xúc của em thế nào?
Em nghĩ là em đã sẵn sàng để tiến vào cái phần thi của mình rồi ạ. Vâng, em tự tin là mình sẽ thắng ở lượt của em không? Em nghĩ là vì em đã chuẩn bị rất là kỹ càng thì em nghĩ không có lý do gì để em không tin vào phần trình bày của mình. Đứng trước một anh chàng rất là điển trai và rất tự tin, cảm xúc của bạn thế nào? Em cũng tự tin không kém bạn ấy đâu ạ. Tự tin không kém đúng không ạ? Vâng. Em cảm nhận thế nào về đối thủ của mình? Bạn ấy là một người rất có năng lực và là một đối thủ đáng gờm với em. Hai bạn đều đưa ra những lời nhận xét dành cho đối thủ của mình và đều là lời khen. Các bạn thân mến, trong lượt thứ hai chúng ta sẽ có 4 phút cho lượt nói của mình. Đối phương có 1 phút cho việc đưa ra những câu hỏi phản bác dành cho bạn. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi ạ. Và bây giờ, quý vị khán giả thân mến, hãy cùng với chúng tôi đến với lượt thứ hai của trận tranh biện trường tin ngày hôm nay. Xin chào các bạn, tôi là người thứ hai đến từ đội ủng hộ và bắt đầu phần nói của chúng tôi sẽ đưa ra một số ý kiến phản biện của các bạn như sau. Các bạn có nói là thần tượng là một nghề nhưng các bạn hình như đã bỏ qua giới hạn của chúng tôi về thần tượng. Thần tượng của chúng tôi có cả trong giới chính trị. Ví dụ nếu tôi thần tượng một chính trị gia thì họ có kiếm lợi từ fan như các bạn nói hay không? Với điều đó thì các bạn đã hoàn toàn sai lầm. Cái thứ hai là các bạn nói là hướng tới một cái nâng cao văn hóa thần tượng, vậy thì mục đích của chúng tôi cũng là nâng cao văn hóa thần tượng. Các bạn nói là chúng tôi đang có một cái nhìn phiến diện, nhưng người đang phiến diện là bạn, tại vì chúng tôi đang nhìn vào hiện trạng có cả tích cực và tiêu cực ở đây, và chúng tôi đang muốn đưa cái mặt tiêu cực ấy ra, đưa mặt tiêu cực ấy ra để làm gì? Để chúng ta nhận biết được, để chúng ta nâng cao cái văn hóa thần tượng giống như mục đích của các bạn vậy. Thứ hai là các bạn thành lập các câu lạc bộ quy mô. Sau đó xin phép được đưa ra ý kiến là câu lạc bộ quy mô ở đây có quy mô là lớn như thế nào, tổ chức ra làm sao, các bạn chưa đưa ra được ý đấy. Luận điểm một của các bạn là người hâm mộ mang lại lợi ích cho nghệ sĩ. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, thần tượng ở đây không nhất thiết phải ở trong giới nghệ sĩ, chúng tôi có thể thần tượng ở trong giới chính trị, trong giới thể thao hay bất kỳ một lĩnh vực nào khác, ví dụ như văn học này. Sau đây chúng tôi sẽ làm rõ hơn luận điểm của đội mình. Luận điểm thứ hai của chúng tôi là tình yêu dẫn đến xâm phạm đời tư, làm cho thần tượng họ bị áp lực và sa sút. Đồng ý là thần tượng có thể là người nổi tiếng, chấp nhận mất đi một số sự riêng tư, nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng thần tượng cũng có quyền riêng tư nhất định mà fan hâm mộ không thể xâm phạm. Và có những fan có hành vi thái quá khi xâm phạm và fan cho rằng mình làm điều đó có thể là đúng, vì theo họ, trong suy nghĩ của họ là họ làm tất cả điều đó là vì tình yêu, xuất phát từ tình yêu, nhưng họ không biết rằng tình yêu này đang đi đến một cái đích vô cùng là tiêu cực. Ví dụ như là khi tin đồn và hình ảnh của hai thần tượng này đưa ra, fan ngày càng soi xét, can thiệp quá sâu vào tình yêu của thần tượng và họ có thể trở nên ích kỷ. Họ có thể có cái suy nghĩ là thần tượng của họ không muốn san sẻ với ai hết. Tiếp theo đó là thần tượng không nhất định là người nổi tiếng, hoặc có những người họ không xác định là họ sẽ nổi tiếng thì sao? Fan với bạn. Bạn định nghĩa cái việc thần tượng như thế nào và bạn nói là thần tượng nhất không nhất thiết là phải có nhiều fan hâm mộ. Tôi không nói là thần tượng không nhất thiết phải là người fan hâm mộ. Định nghĩa thần tượng của chúng tôi đã nói rõ là thần tượng là những người có tài năng xuất chúng và họ được người khác yêu mến bởi tài năng đó, và có những người lấy hình mẫu của họ làm hình tượng cho bản thân. Tôi xin tiếp tục luận điểm của chúng tôi là thần tượng không nhất định là người nổi tiếng, có những người là không xác định trước họ nổi tiếng và khi mà fan đã thái quá thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của họ. Tôi xin đưa ra ví dụ cụ thể là hai cầu thủ U23 đang hiện tại đang chơi cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Sau khi nổi tiếng, fan đã xuất hiện rất nhiều ở sân tập. Mỗi lần hai cầu thủ xuất hiện thì họ sẽ thường rất ngại ngùng và đã có lần cầu thủ phải nhắc nhở fan là phải giữ trật tự để không ảnh hưởng tới quá trình luyện tập của trận đấu. Tiếp theo chúng tôi sẽ làm rõ luận điểm ba là hành động sai trái của fan ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của idol. Dạ, hình ảnh của idol tức là thần tượng. Fan chỉ là những người không rõ danh tính, nhưng thần tượng của họ là một đối tượng cụ thể. Ví dụ như fan gây ra tai tiếng, nhưng mà tên của fan cô A, tên anh ấy lại bị lôi ra làm trung tâm của cuộc khẩu chiến trên các bản báo. Ví dụ cho các bạn một ví dụ cụ thể. Stylist Lê Minh Ngọc nói trước đó anh không ghét bỏ Sơn Tùng, nhưng sau khi bị fan của Sơn Tùng dạy dỗ thì anh tự nhiên cảm thấy chẳng có cảm tình gì nữa. Vậy thì Sơn Tùng ở đây có trách nhiệm không? Không. Nhưng mà Sơn Tùng lại đang phải chịu sự không đồng tình, sự ghét bỏ của người khác mà do fan của anh ấy gây ra. Vậy sao đã gây ra tiêu cực như thế? Tôi xin phép không nhận câu hỏi. Còn chúng ta có thể thấy một số ví dụ là khi những ngôi sao Hàn Quốc tới Việt Nam, fan đã chen lấn xô đẩy trong thận. Và chúng ta nhìn thấy là gì? Chúng ta nhìn thấy những gương mặt hoảng sợ và hoang mang của những ngôi sao Hàn Quốc. Vậy fan có đang gây ảnh hưởng tiêu cực không? Có. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình ở đây. Theo dõi phần trình bày của cả hai đội đến thời điểm này, tôi nhận ra có hai vấn đề chính mà tôi phải nêu ra trong phần trình bày của tôi. Thứ nhất, tôi sẽ phản bác lại một số các luận điểm mà bên bạn đã đưa ra, cũng như thứ hai, tôi sẽ làm rõ lên cái luận điểm hai mà đội chúng tôi đề. Đầu tiên, chúng tôi xin được phản biện lại một số những ý kiến mà đội bạn đã đưa ra như sau. Thứ nhất, bạn có nói rằng là bạn có đưa ra một cái mối quan hệ giữa những cái hành động của fan đối với thần tượng của mình. Thì tôi xin khẳng định lại đó là một cái điều hoàn toàn là không có căn cứ, bởi vì các bạn cũng không chỉ ra được là cái mối liên hệ nào giữa cái việc hành động của fan đối với cái việc cái hình ảnh của thần tượng người ta như thế nào, vì nghệ sĩ không thể nào quản
quản lý được lượng fan mình. Anh ta không thể nào có yêu cầu rằng là fan của tôi phải như thế này, fan tôi như thế nọ. Đó là cái những cái hành động hoàn toàn chủ quan đến từ fan hâm mộ của mình. Và cái thứ hai, bạn nói rằng là cái việc soi mói được đời sống và khai thác hình ảnh quá mức là một điều tiêu cực. Nhưng chúng tôi cho rằng ở đây những cái lợi ích mà điều đó mang lại nó sẽ lớn hơn và nó bao quát hơn rằng những cái điều tiêu cực bạn nói đến. Thứ nhất, họ sẽ đạt được những cái hiệu ứng truyền thông, đó những cái kết quả đường dài. Bởi vì sao? Vì sao những cái nghệ sĩ họ hoạt động vì công chúng, họ cần cái sự nổi tiếng để có thể giúp cho cái sự nghiệp của họ đi lên. Và thứ hai, thậm chí bên cạnh đó là khi mà có những cái người hâm mộ họ có thể phát hiện những cái vấn đề mà những người thần tượng không muốn chia sẻ cho fan mình. Bởi vì sao? Bởi vì họ luôn muốn xuất hiện trên sân khấu, xuất hiện trước công chúng với một cái hình ảnh như thế nào mà phải thật là hoàn hảo nhất. Tức là họ sẽ không dám chia sẻ, và fan ở đây chính là người sẽ đưa ra và giúp họ có thể được cái giải pháp. Và cái thứ ba, bạn nói rằng là cái việc tạo áp lực sẽ khiến cho cái người nghệ sĩ đó có thể hoạt động không hiệu quả. Thì mình nghĩ rằng là đây là một cái vấn đề hai chiều. Bạn đang tiêu cực hóa một vấn đề lên. Tại sao bạn không tích cực hóa rằng là đó là cái cách để người ta có thể tạo thêm động lực để tự cố gắng, tự phấn đấu đưa cái sự nghiệp mình lên. Bởi vì nếu mà họ không vượt qua thì họ không thể nào mà gọi là thần tượng được. Tiếp theo, tôi xin được chỉ ra và làm rõ cái luận điểm hai của bên tôi. Đó chính là lợi ích của những người hâm mộ đối với thần tượng trên phương diện là những người hoạt động thể thao. Đầu tiên, những cái lợi ích trực tiếp mà đưa lại là gì? Những cái người hâm mộ sẽ làm tăng thu nhập của những cái người hoạt động thể thao, những cái vận động viên ở đây. Tôi chỉ xin xét đến một cái ví dụ thôi, đó chính là việc người ủng hộ những cái sản phẩm mà những cái người ngôi sao bóng đá, những cái người vận động viên đó đứng ra làm người mẫu hoặc là những cái hình ảnh đại diện. Thì các nhãn hàng sẽ đưa những cái số tiền phần trăm dựa trên những cái lợi nhuận thu vào sau từng mỗi chiến dịch cho những cái người vận động viên đó. Theo BBC đã chỉ ra rằng là trên 65% cái lợi nhuận và những thu nhập của những người vận động viên đến từ những cái việc mà không nằm trên cái việc họ hoạt động trên sân cỏ. Và hơn nữa là cho rằng những cái hoạt động mà bạn nói đang nói rằng đó là những hoạt động tiêu cực, thì tôi nghĩ rằng đó thực chất là những cái hành động tích cực về đường dài. Thứ nhất, bạn nói rằng là có một hành động đó chính là khi mà bạn ạ. Vậy thì bạn giải thích sao về việc Quang Hảo chạy xô quá nhiều và khiến huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng vì anh ấy sao lãng trên quá trình tập? Cảm ơn bạn. Cái câu hỏi của bạn cũng chính là cái luận điểm của chúng tôi. Tôi xin vừa được trả lời câu hỏi mà vừa chứng minh nốt cái luận điểm chúng tôi. Cái việc sao nhãng ở đây chính là nó có một cái hành động qua lại giữa cái người vận động viên và cái người nghệ sĩ. Khi mà họ thể hiện tình yêu với fan, họ tổ chức cái buổi fan meeting thì tức là họ không tập trung được những cái sự luyện tập. Thì tôi hiểu ý của bạn, nhưng mà ở đây tức là họ đang làm tốt cái vai trò thần tượng, và tôi nghĩ rằng là cái vai trò làm thần tượng nó cũng không hề kém cạnh cái việc họ hoạt động thể thao. Bởi vì sao? Như đến trên chứng minh rằng là thậm chí đến 60% những nguồn thu nhập của họ đến từ cái việc làm thần tượng mà. Và tiếp theo, khi mà những hâm mộ đó quay lưng với thần tượng của họ và khi nhận ra cái phong độ họ đang giảm sút, thì khi mà họ nhận ra được cái sự hụt giảm của fan, cái lượng fan của mình, thì dĩ nhiên cái thu nhập của họ sẽ bị giảm sút xuống. Khi mà họ nhận ra rồi, họ phải tự biết cách thế nào để cố gắng để tự quay lấy lại phong độ, thì tự khi đó những cái người fan hâm mộ nó sẽ quay lại với họ. Bởi vì họ là ai? Họ là fan hâm mộ, họ có quyền được lựa chọn khi nào tôi yêu thích anh ta và khi nào tôi cảm thấy anh ta không còn được cái giữ được cái sự yêu thích của tôi nữa. Vậy cho nên với những cái luận điểm trên, tôi nghĩ rằng là bây giờ đang nằm thế trận hay bên bạn. Em sẽ hết phần trình bày của mình ạ. Chúng ta có một lượt thi đấu vô cùng hấp dẫn, và có thể nhìn thấy trên bàn của ban giám khảo rất nhiều nút like đã được đặt lên dành cho những câu nói của các bạn. Và hãy cùng lắng nghe những ý kiến của ban giám khảo dành cho lượt thứ hai này. Không biết thành viên ban giám khảo đầu tiên nào sẽ cho chúng tôi nhận xét ạ? Xin mời. Đó là anh Ngô Bá Lục ạ. Tôi xin nhận xét trước bởi vì tôi đã tặng cho bạn đặt một rừng like. Thực ra thì tôi tặng bạn like ở hai vấn đề. Một là bạn là một người rất là bản lĩnh, bởi vì bạn đang làm nhiệm vụ cho cả người đi trước bạn. Nhưng mà khi bạn trình bày thì bạn thực sự đã bị cuốn vào cái tinh thần của bạn, và bạn càng trình bày càng hay, và thậm chí là những cái câu hỏi của đối phương bạn cũng trả lời rất là tốt. Thứ hai là bạn đã đưa ra được cái việc là nếu như chúng ta cứ nghĩ quá tiêu cực về cái vấn đề là fan làm phiền thần tượng, thì đôi khi nếu như fan có khắt khe quá hoặc là có hơi thái quá một chút, có thể nó ở mức độ tiêu cực, nhưng rõ ràng nó sẽ tạo điều kiện cho thần tượng phải nhìn lại mình, phải vượt qua được những cái áp lực đấy. Bởi vì trong cuộc sống quá nhiều áp lực, các ngôi sao lại áp lực hơn người thường rất nhiều lần. Cho nên là tất cả những cái sự khắt khe, hơi thái quá của fan cũng chính là cái liều thuốc, cũng chính là cái phép thử để các cái idol có thể vượt qua được những cái thử thách đấy hay không. Thì ở cái khía cạnh này thì Đạt làm rất là tốt, và đấy chính là cái điều mà tôi rất là thú vị, tôi và chị Uyên rất thú vị khi mà nghe bạn trình bày. Còn vấn đề của Huyền hôm nay thì thực sự là cũng giống như bạn số 1, thì Huyền cũng làm rất là tốt. Tuy nhiên là cái sức thuyết phục về cái tranh biện, nó đúng tính chất tranh biện, thì hôm nay thì tôi thực sự là ấn tượng với bà Đạt, và tôi tặng bạn Đạt 10 điểm. Cảm ơn anh Ngô Bá Lục rất nhiều. Sau đây chúng tôi xin mời Diễn viên sẽ đưa ra phần điểm số của mình ạ.
Nếu như mà các bạn nhìn thấy là chị Uyên có rất là nhiều like cho bạn Đạt thì có thể chắc nhiều bạn cũng sẽ nghĩ là chắc là chị Uyên sẽ cho 10 điểm của mình cho bạn Đạt. Nhưng mà hãy chờ đấy, tại vì chị Uyên còn phải dành một lời khen rất là lớn và rất là nể bạn Huyền ngày hôm nay. Tại vì sao? Cấu trúc cái bài nói bạn rất là rõ và chị đánh giá rất cao khi việc mà những người nói trong cùng một đội có cấu trúc đều nhau và rõ ràng như nhau. Bởi vì cái việc mà em có được 3 thành viên mà em luyện tập được như vậy rất khó. Em có những ý rất là hay, chị rất là thích. Chẳng hạn như em bảo là có những thần tượng họ không xác định là họ sẽ nổi tiếng, họ tại vì họ có tài năng thì họ lại nổi tiếng, và họ nổi tiếng thì họ mới có fan. Vậy thì đó là cái vấn đề rất hóc búa em đã đưa ra cho bên đội phản đối, mà đến giờ phút này chị thấy là đội phản đối vẫn chưa phản biện hết được 100% cái ý tưởng của đội bên em. Đối với bạn Đạt thì em đã kéo cái đội mình lên rất là nhiều, bởi vì bây giờ chị nhìn thấy đội của em đang có những cái lợi thế ngang bằng với lại đội ủng hộ bên kia. Chị rất thích ý tưởng của bạn Đạt khi mà bạn luôn luôn nhắm một cái việc lợi ích lâu dài của vấn đề. Vậy thì cái chị muốn nhìn ở em ở những cái phần trình bày sau của đội em ấy là vậy thì tại sao cái lợi ích lâu dài của em ấy nó lại quan trọng hơn so với lại cái lợi ích của đội bên này. Nhưng mà trước mắt nếu như mà phải cho điểm thì đây là cái điểm rất là suýt sao. Tuy nhiên xét về cái phần trình bày của Đạt thì nó lại có một cái nhỉnh hơn ở chỗ là Đạt bắt đầu từ một cái nền thấp hơn hẳn so với Huyền. Chính vì vậy cho nên 10 điểm lần này của chị sẽ dành cho Đạt, nhưng vẫn luôn luôn chúc mừng Huyền. Vâng, chúng ta đã có đến 2 điểm dành cho đội phản đối của lần thứ 2 này. Và sau đây ạ, xin mời phần điểm số và nhận xét của anh Wonder You. Một bên đội ủng hộ đã có những luận điểm rất chặt chẽ và kiên định với những gì người phía trước đã nói. Đó là một việc nên làm. Còn bên đội phản đối, trong lượt này, bạn rất biết cách lấy một vài luận điểm mạnh của đội ủng hộ và phản biện lại. Để tôi cho các bạn một ví dụ nhé. Đội ủng hộ đã nói về việc người hâm mộ đặt áp lực lên thần tượng. Và tôi nghĩ rằng đại diện đội phản đối rất thông minh khi nói rằng áp lực này thực tế có thể là tốt khi tạo động lực cho thần tượng tiến bộ hơn. Tôi nghĩ rằng đó là ví dụ chính xác cho một chiến thuật phù hợp. Vì vậy, tôi dành điểm của mình cho đội phản đối. Vậy là chúng ta đã cùng lắng nghe phần nhận xét cũng như điểm số dành cho cả hai đội sau lượt tranh biện thứ hai này. Và hiện giờ chúng ta sẽ tổng kết lại điểm số. Đội ủng hộ đang có 30 điểm. Và sau lượt thứ hai này thì đội phản đối đã san bằng được cũng với 30 điểm. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho thành viên thứ hai của các đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Các bạn có thể quay trở về vị trí ngồi và cùng tiếp tục theo dõi trận tranh biện ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa. Và quý vị khán giả truyền thân mến, trận tranh biện của Truyền tin 2018 ngày đang diễn ra vô cùng hấp dẫn. Hãy cùng với chúng tôi quay trở lại sau ít giây. Lượt thi đấu thứ hai đã khép lại với rất nhiều nút like đến từ ban giám khảo của chương trình. Thí sinh Thành Đạt với phần trình bày mạnh mẽ và thuyết phục của mình đã xuất sắc giành về 30 điểm cho đội phản đối và cân bằng điểm số giữa cả hai đội. Lượt nói thứ ba ngay sau đây chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn. Ai sẽ là người mang về lợi thế cho đội thi của mình? Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Trường Tin 2018. Chúng ta đang đến với lượt thứ 3 của trận tranh biện ngày hôm nay với kiến nghị. Chúng tôi tin rằng những người hâm mộ Việt Nam đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới thần tượng của họ. Và trong lượt thứ 3 này chúng ta sẽ cùng chào đón hai thành viên của các đội. Đến từ đội ủng hộ, xin mời bạn Phương Thảo. Và đến từ đội phản đối, chúng ta sẽ chào đón bạn Phương Anh. Vâng, chúng ta có hai cô gái nhỏ nhắn đảm nhận vị trí người thứ 3. Có lẽ là cũng không ít áp lực. Sau khi mà thấy hai người bạn ở trong đội của mình thể hiện rất là tốt thì các bạn cảm thấy thế nào? Phương Anh. Em thì em thấy khá thoải mái và tự tin, và em đặt niềm tin tuyệt đối vào việc đội em sẽ chiến thắng. Vâng, bạn có niềm tin tuyệt đối là đội mình sẽ chiến thắng. Có niềm tin như vậy đã giúp bạn có lợi thế rồi. Thế còn bạn Phương Thảo thì sao? Em nghĩ là thế trận đang cân bằng và không có khả năng nào là bọn em không thể thắng. Chính xác, chúng ta chưa thể nói trước được điều gì đúng không ạ? Và chính vì thế nên vai trò của các bạn trong lượt thi đấu thứ 3 này rất quan trọng. Hãy cố gắng hết sức để có thể mang về chiến thắng cho đội của mình. Và tương tự như ở lượt trước thì mỗi đội sẽ có 4 phút cho lượt nói của mình. Trong khi đó thì đội đối phương có 1 phút để đưa ra những câu hỏi phản bác dành cho các bạn. Các bạn đã chắc chắn là sẵn sàng rồi chưa ạ? Chắc chắn ạ, em chắc chắn ạ. Vâng, hãy cho một tràng pháo tay thật lớn. Và sau đây, lượt thứ 3 của trận tranh biện ngày hôm nay xin được bắt đầu. We'll be right back.
Xin chào bạn, mình là người thứ ba của đội ủng hộ. Mình ở đây để một lần nữa khẳng định lại kiến nghị của bọn mình là chúng tôi cho rằng người hâm mộ Việt Nam đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới thần tượng của chính họ. Trước tiên mình xin được tổng kết xung đột của trận đấu ngày hôm nay. Thứ nhất, các bạn nói rằng vấn đề tiêu cực của người hâm mộ là đang đưa ra một cái nhìn khắt khe để giúp thần tượng thức tỉnh. Nhưng các bạn nghĩ sao về ví dụ đầu tiên ở luận điểm 1 của chúng mình là khi người hâm mộ quá khắt khe và quay lưng lại chính với chính thần tượng của mình, thần tượng đấy đã nghĩ tới việc từ bỏ sự nghiệp và giải nghệ đi. Khi đấy thì có thực sự là giúp thần tượng thức tỉnh hay là làm họ suy sụp và đánh mất luôn cả sự nghiệp của mình? Mời bạn đặt câu hỏi. Bạn có thể lấy dẫn chứng cho tôi ạ? Đấy chính là ca sĩ Đông Nhi. Sau cái ồn ào từ fan hâm mộ đấy, Đông Nhi đã phải khóa Facebook của mình và nhắn tin với quản lý cũ của mình là em giải nghệ nhé. Sau đây mình xin quay lại với phần tổng kết xung đột của mình. Các bạn nói rằng những cái phản hồi đấy của người hâm mộ sẽ có tác dụng là giúp cho thần tượng được kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng bản chất của thần tượng là phải đi lên bằng tài năng và nhân cách, chứ không phải là chăm chăm và hướng tới một mục đích là kiếm tiền. Như thế mới chính là con đường lâu dài của họ. Sau đây mình xin phản biện lại một số ý kiến của các bạn. Các bạn có đưa ra rằng BBC đã có một nghiên cứu là 60% thu nhập của các cầu thủ thể thao là đến từ các hoạt động khác chứ không phải là do chính sự nghiệp của họ. Nhưng họ phải là những người chơi xuất sắc ở sự nghiệp của họ thì họ mới thu hút được sự chú ý để có được những hoạt động bên lề đấy. Hơn nữa, cái nguồn thông tin của các bạn là từ BBC, là một báo nước ngoài, trong khi giới hạn khuôn khổ của chúng ta ngày hôm nay là đang nói đến ở môi trường Việt Nam, là với người hâm mộ Việt Nam. Mình xin được phép không nhận câu hỏi. Mình sẽ củng cố lại luận điểm của đội mình. Các bạn đang nhìn nhận mọi thứ quá màu hồng khi cho rằng tất cả mọi thứ tác động của người hâm mộ đều có tác động tích cực tới thần tượng. Nếu họ nhận xét quá gay gắt, quá khắt khe thì đấy là giúp thần tượng thức tỉnh. Hay là như thế là sẽ tăng ý kiến trái chiều để họ có nhiều thu nhập nhiều hơn. Nhưng mình cho rằng là các bạn quá coi nhẹ lý trí của công chúng khi cho rằng cứ thấy có mâu thuẫn xung đột là họ sẽ nhảy vào. Các bạn đang nhìn nhận mọi thứ một cách quá lý tưởng và màu hồng. Bởi vì mọi thứ nó đều có nhiều mặt của nó và chắc chắn cái việc tiêu cực đấy không phải lúc nào cũng sẽ giúp kiếm tiền hay cũng sẽ đem lại một cái lợi ích nào đó, mà nó sẽ đem lại rất nhiều cả cái mặt xấu mà bọn mình đã chứng minh qua cả ba luận điểm đã được người thứ nhất và người thứ hai của mình nói. Mình xin được phép không nhận câu hỏi. Quan điểm của bọn mình ngày hôm nay mới thực sự là cách nhìn nhận thẳng thắn và đúng vấn đề để người hâm mộ nhìn ra cái sai của họ, để họ thức tỉnh và biết cách thể hiện tình cảm với thần tượng một cách đúng đắn hơn, biết để tạo động lực cho thần tượng để thúc đẩy sự nghiệp của mình, chứ không phải một cái sự mê muội như quan điểm của các bạn đẩy người hâm mộ vào những cái sai trái nhiều hơn. Ít nhất thì cách nhìn nhận của bọn mình đã thẳng thắn và chỉ ra cái sai của người hâm mộ, còn các bạn chỉ như những lời ru ngủ thêm mà thôi. Vì vậy mình xin một lần nữa được nhấn mạnh lại rằng quan niệm của bọn mình đồng thời cũng như một lời cảnh tỉnh với các người hâm mộ là người hâm mộ của Việt Nam đang gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới chính thần tượng của họ. Chào bạn, tôi là người N3 của đội phản đối và ngày hôm nay chúng ta đến đây vì kiến nghị. Chúng tôi tin rằng người hâm mộ Việt Nam đang có ảnh hưởng tiêu cực đến thần tượng của họ. Phần trình bày của tôi bao gồm 3 phần chính. Thứ nhất, tôi sẽ phân tích lỗi sai của các bạn. Thứ hai, tóm tắt xung đột của trận đấu. Và cuối cùng là tái khẳng định lại lập trường của đội chúng tôi. Đầu tiên, tôi xin phản biện lại một số ý kiến của bạn. Bạn nói rằng việc thần tượng họ đang tạo ra một cái xu hướng đấy để kiếm thêm tiền. Nhưng mà ở đây chúng tôi đang nói đến cái vấn đề đó chính là tác động ở đây chính là tác động từ người hâm mộ của họ, chứ không phải là bản chất của họ muốn tạo ra những cái scandal đấy để họ kiếm thêm tiền. Và cái thứ hai, người A1 của các bạn nói rằng mở rộng thêm về vấn đề thần tượng ở đây có thể là về làm về chính trị, nhưng mà nó có ảnh hưởng tiêu cực nhiều hay không? Bởi vì về mặt chính trị nó không ảnh hưởng quá sâu đến cộng đồng người hâm mộ. Và các bạn cũng không hề lấy dẫn chứng cho chúng tôi về việc ảnh hưởng tiêu cực tới thần tượng làm chính trị, và gần như các bạn mở rộng ra về mặt chính trị là không hiệu quả. Thứ hai, tôi xin được vẽ ra bức tranh mà bên bạn đang hướng đến. Các bạn nói rằng người hâm mộ có những hành vi khiến thần tượng gặp khó khăn và thậm chí là ảnh hưởng xấu đi hình ảnh của họ. Nhưng cái bức tranh mà chúng tôi mong muốn cũng như là toàn bộ giá trị của kiến nghị ngày hôm nay chúng tôi hướng đến đó chính là một xã hội mà mọi người có cùng một tinh thần hâm mộ văn minh. Thứ ba, chúng tôi đồng ý với một ý kiến của các bạn rằng những thần tượng bị công kích bởi những cái lý lẽ, ví dụ như là người hâm mộ của anh ta thật là thiếu văn minh và thiếu lịch sự. Nhưng những thần tượng đấy, họ có quyền được lựa chọn và cống hiến cho những người hâm mộ chân chính của họ. Họ có quyền được xem xét và lựa chọn rằng cái việc người hâm mộ đấy có ảnh hưởng tiêu cực đến họ hay không.
Và đây là một cái nhìn vô cùng phiến diện và vô văn căn cứ của các bạn. Các bạn chỉ nhìn vào những cộng đồng fan nhỏ thiếu suy nghĩ mà phán xét thần tượng một cách vô cớ. Nếu các bạn sử dụng điều đó để công kích những nhóm cộng đồng fan lớn còn lại, có nghĩa là các bạn dường như điều này đôi khi sẽ là phản tác dụng. Và mọi người sẽ có cái nhìn suy xét về các bạn rằng các bạn đang thiếu tính thực tế. Tại sao chúng ta lại không kể đến một bộ phận cộng đồng fan lớn ở ngoài kia? Đó, họ là những người chân chính, họ là những người văn minh. Và tại sao chúng ta phải tiêu cực hóa đi mọi chuyện trong khi mà đi ra ngoài chúng ta vẫn hô to cái khẩu hiệu là phải sống thật hạnh phúc? Và những việc làm mà các bạn đang... Tôi không hiểu câu hỏi. Và những việc làm mà các bạn đang quy chụp rằng người hâm mộ đang ảnh hưởng tiêu cực đến thần tượng. Nhưng đối với chúng tôi ở đây, bản chất của cái việc đó lại chính là một cái động lực để khiến cho thần tượng họ phát triển bản thân được cách toàn diện hơn, và họ sẽ luôn luôn giữ vững được hình tượng trước mặt công chúng. Bằng chứng cho thấy đó chính là ngày nay, khi mà mọi người đang có xu hướng làm thần tượng bởi vì họ biết rằng ngoài kia họ có một cái động lực thúc đẩy họ để làm thần tượng. Có nghĩa rằng cái việc các bạn chứng minh những người hâm mộ đang ảnh hưởng tiêu cực ở đây là hoàn toàn sai. Vậy chúng tôi vừa chứng minh được những cái nhìn bên bạn là chủ quan, và chúng tôi đã đưa ra một cái biện pháp triệt để hơn với những cơ chế hoạt động tối ưu nhất. Đó chính là người N1 của chúng tôi cũng đã giải thích rằng chúng tôi sẽ xây dựng một cộng đồng người hâm mộ lớn, và sẽ có một người đứng ra quản lý cộng đồng đấy. Họ có thể trực tiếp liên hệ với quản lý của thần tượng hoặc là trực tiếp trao đổi với thần tượng, để từ đó cái mối liên kết giữa thần tượng và người hâm mộ sẽ được khăng khít hơn, và từ đó sẽ tạo ra về mặt tích cực nhiều hơn. Vì vậy, đội của chúng tôi đã đưa ra những cái phương pháp giải quyết được vấn đề hơn là đội bạn. Và cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đội của chúng tôi đang hướng đến xây dựng một văn hóa, đó chính là văn hóa hâm mộ thần tượng. Tôi xin hết. Những tràng pháo tay đang dành cho hai cô gái nhỏ nhắn của chúng ta đã kết thúc lượt thứ 3. Và hiện giờ thì các bạn sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho lượt thứ 3 này. Xin mời chị Uyên. Ở phần trình bày thứ 3 này của các bạn thì thật sự là lúc nãy anh Winter cũng vừa mới nói với Uyên là phần này khó chấm quá. Tại vì thật sự là cả hai bạn đều rất là cố gắng, nhưng mà cả hai bạn hiện tại vẫn chưa đẩy đội mình đến một cái mức độ mà có thể thấy rõ ràng phân định được là đội nào đang là đội làm tốt hơn. Chị Uyên chỉ có hai nhận xét chính thôi nhé. Nhận xét thứ nhất liên quan vấn đề POI, là vấn đề đặt câu hỏi của các bạn. Thì ở lượt này chị thấy bên đội phản đối các bạn không nhận POI. Thứ hai, em vừa mới nhấn chuông xong thì một vài tích tắc sau thôi em lại nhấn thêm một lần nữa. Thì như vậy nó sẽ khiến cho đội đối phương sẽ cảm thấy hơi hồi hộp, hơi khó chịu một tí. Vậy thì những cái đó sau này mình sẽ chú ý một tí. Chị chỉ nhắc nhở thôi, chị hoàn toàn không trừ điểm trong phần này. Cái thứ hai, đây là phần mà chị trừ điểm. Đó là cả hai bạn đều nói hai câu. Một bên bảo là các bạn xây ra cái thế giới màu hồng, bên này thì lại bảo là không, thế giới của bạn là tối quá, thế giới của bạn thế này thế kia. Thì bây giờ làm thế nào để cho mình thắng được đội bên kia nhờ? Mình phải bước vào thế giới của đội bên kia, mình phải bảo là kể cả trong cái thế giới rất là đen tối của các bạn thì chúng tôi vẫn có thể chiến thắng được. Hoặc là kể cả trong cái thế giới màu hồng của các bạn thì chúng tôi vẫn chỉ ra được những cái hạn chế nó ở chỗ nào. Thì chính cái giây phút đó là cái giây phút mà bạn tỏa sáng hơn so với người kế bên. Thì bây giờ một bạn bên này cũng nói như vậy, một bạn bên này cũng nói như vậy, thì chị sẽ xem bạn nào có nhiều lý giải hơn. Thì chị thấy ở trong này có một điểm mà chị nhìn thấy bạn A3 vẫn chưa làm được tốt lắm. Đó là khi mà bạn nói là nếu như mà người thần tượng đi lên bằng tài năng của họ, bằng nhân cách của họ thì sẽ lâu dài hơn. Nhưng mà chị chưa thấy em chứng minh được tại sao lại lâu dài hơn là một. Kể cả khi nó lâu dài hơn, tại sao việc đi lên lâu dài lại tốt hơn việc là đi lên một khoảng một chốc? Vậy thì ở cái chính ngay từ cái mấu chốt này mà chị cảm thấy là đội ủng hộ vẫn còn thiếu một tí so với đội phản đối, cho nên chị sẽ dành 10 điểm của mình dành cho đội phản đối. Vâng, vậy là chúng ta đã có đánh giá của chị Tú Uyên. Sau đây xin mời nhà báo Ngô Bá Lục ạ. Thực ra thì cái phần này đúng là chị Uyên vừa nói rồi, rất là khó chấm đội ủng hộ. Trong cái phần trình bày của bạn thì tôi đã giơ một cái nút like này là chính là cái phần bạn lấy một cái ví dụ rất là cụ thể, mà cái đấy là một cái rất là quan trọng để đánh giá, để bảo vệ cái quan điểm của các bạn. Về đội phản biện thì thực sự là tôi thì khá là ấn tượng với bạn Phương Anh với cái cách trình bày của bạn. Bạn là một người rất là bình tĩnh. Cái thứ hai là bạn là người khá là quyết liệt khi tranh biện. Hai bạn thì đều bảo vệ quan điểm của mình, tôi cho rằng là khá là ngang nhau. Thì trận này chưa thực sự thuyết phục tôi lắm. Xét về góc độ tinh thần chiến đấu cũng như là những cái điều mà các bạn đã mang đến thì tôi vẫn dành 10 điểm cho đội phản biện. Và chúng ta còn lại phần nhận xét và cho điểm cuối cùng, đó là của anh Wonder You.
Trong bối cảnh chúng ta có hai đội như thế này, khi mà các bạn không thực sự thành công trong việc trình bày thuyết phục, thì với vai trò là giám khảo, chúng tôi phải nhìn vào những khía cạnh nhỏ hơn trong trận tranh biện. Có một điều tôi rất thích ở đội phản đối là bạn rất tự tin và có sức thuyết phục. Trong tất cả những người tranh biện, bạn thực sự cố gắng thu hút ban giám khảo với cách bạn di chuyển trên sân khấu. Tôi nghĩ rằng điều đó rất có sức thuyết phục. Điều tôi thích ở đội ủng hộ là việc bạn có thể phản biện lại một số luận điểm một cách nhanh chóng, mặc dù có rất nhiều điều được đưa ra bởi đội phản đối. Về phía tôi, trong trận tranh biện này, khi mà không có sự phát triển ý quá lớn ở lượt này, điều mà tôi sẽ đến là quan điểm nào tôi có thể dựa vào. Trong trường hợp này, với sự chênh lệch rất nhỏ, tôi thấy rằng tôi ủng hộ có lợi thế hơn trong việc vẽ lên thế giới mà tôi có thể tin tưởng với những ví dụ mà các bạn đưa ra. Vì vậy, với một sự chênh lệch rất nhỏ, tôi dành 10 điểm cho đội ủng hộ. Vậy là chúng ta đã cùng lắng nghe ban giám khảo đưa ra tất cả những nhận xét và cho điểm cho lượt thứ 3 của hai đội. Tổng số điểm của các bạn như sau: hiện giờ đội Trung học phổ thông chuyên Sơn La có số điểm là 40 và đội trường Trung học phổ thông Quảng Sương 1 Thanh Hóa đang có 50 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Và chắc chắn là lượt phản hồi của chúng ta sẽ là lượt hấp dẫn vô cùng. Chính vì vậy, quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít giây thôi. Các trận thi đấu của trường tin luôn chứng kiến sự ganh đua về điểm số trong từng lượt, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Với những lập luận sắc bén của mình, cô bạn Phương Anh đã thành công giành ưu thế điểm số về cho đội phản đối. Một lần nữa, đội chiến thắng lại được quyết định bởi điểm số đến từ lượt phản hồi. Thí sinh nào sẽ đảm nhận trọng trách này của cả hai đội đây? Câu trả lời sẽ có trong lượt phản hồi. Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với trận thi đấu cuối cùng của vòng loại 1-14 của trường tin 2018. Chúng ta đã cùng đi qua 3 lượt thi của các đội ngày hôm nay rồi. Và ở lượt cuối cùng này, lượt phản hồi chính là cơ hội để các bạn có thể lật ngược thế cờ và khẳng định mình chiếm ưu thế hơn với 5 điểm đến từ mỗi thành viên ban giám khảo. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng mời đại diện của hai đội thi đấu. Đại diện cho đội ủng hộ, xin mời bạn Khánh Huyền. Và đại diện cho đội phản đối, xin mời bạn Thành Đạt. Vâng, ngày hôm nay đây là lần thứ 2 hai bạn đứng đối diện nhau sau ít phút gặp trở lại đối thủ của mình. Hiện giờ thì cảm xúc của em thế nào? Liệu em có tự tin là mình có thể lật ngược thế cờ hay không? Đứng trước đối thủ mạnh thế này, em cũng có chút hồi hộp và lo lắng, nhưng mà em tin là nếu em cố gắng hết sức thì có thể giúp đội mình giành chiến thắng ngày hôm nay. Thành Đạt, đội đang có lợi thế về mặt điểm số, chắc chắn là bạn cũng không muốn chủ quan. Mặc dù em đã giành được cái lợi thế hơn về mặt điểm số trong cái vòng thi của em, nhưng mà em nghĩ là không điều gì không thể hết, em vẫn sẽ phải cố gắng hết sức mình, cũng như là không để cho cái trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hai bạn đều có tinh thần chiến đấu rất quyết liệt, giống như lượt ban nãy mà các bạn đã gặp nhau. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, hãy cố gắng lên. Và sau đây, lượt phản hồi bắt đầu. Để tổng kết lại cho phần tranh biện ngày hôm nay, tôi xin đưa ra một số nhận xét như sau. Thứ nhất là về phần lý lẽ và phần lập luận, thì đây là dạng kiến nghị chứng minh rằng cái kiến nghị này có đúng hay không. Thì việc chúng tôi đã đưa ra được nhiều những cái lợi ích hơn so với những cái việc tiêu cực các bạn đưa ra, thì mình nghĩ là cái phần thắng nó đã nghiêng về bên đội của chúng tôi rồi. Cái thứ hai là những cái luận điểm, những cái lập luận của bên bạn đang cố để chứng minh rằng là những cái hoạt động, những cái việc, những cái hành động của fan đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến những người nghệ sĩ, thì tôi nghĩ nó lại đang dần trở thành những cái lợi thế cho bên chúng tôi, chứng minh rằng là cái bên tôi có cái khả năng có thể xử lý những cái thông tin có thể tốt hơn bên bạn. Và cái điều thứ ba về bên phần trình bày với bạn, tôi nghĩ là bên bạn nên có thể là bớt sử dụng bằng cách là kiểu các bạn sẽ đọc những ý kiến mà bạn có thể làm như thế nào để có thể mà thoải mái thể hiện cái quan điểm của mình. Và thứ hai là về phần nội dung, thì tôi nghĩ là mấu chốt ở đây các bạn đang hướng đến là những cái hiệu quả tiêu cực ở hiện tại, nhưng chúng tôi đang hướng đến rằng là những cái hiệu quả tích cực đến tương lai. Vậy tại sao nó lại quan trọng hơn là những cái hiệu quả ngay từ cái thời điểm trong thời gian ngắn? Thì bởi vì là cả nghệ sĩ cũng như những cái người hoạt động thể thao, hay là những cái đại khái những cái người nào mà chúng ta đã nói rằng là thần tượng ở đây, thì họ sẽ đều làm việc, họ sẽ đều cố gắng hoạt động trong những cái ngành nhiều lĩnh vực của họ để hướng đến một cái vấn đề chính, một cái mục tiêu chính, đó chính là đưa cái hình ảnh của họ đến với công chúng. Và họ phải làm sao cho cái hình ảnh của mình
nó được tồn tại trong lòng công chúng càng lâu càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ khi mà cái hình ảnh của họ còn cái giá trị, còn cái được cái sự quan tâm của công chúng, thì khi đó cái hai cái chữ thần tượng thực sự đem lại cái giá trị và họ còn mới còn là thần tượng. Nếu không có những cái điều không có những cái lợi ích đường dài đó thì họ cái khái niệm thần tượng của họ tôi nghĩ là không còn tồn tại nữa. Và một lần nữa thì tôi nghĩ là tôi sẽ nhấn mạnh là cái điều mà cái quan điểm mà tôi đến đây lựa phản hồi đó chính là phần thắng đương nhiên về đội của tôi. Em xin hết ạ. Đến với lượt phản hồi ngày hôm nay thì tôi muốn chứng minh rằng đội tôi đang ưu thế hơn đội các bạn ở chỗ là đội bạn đang xây dựng một thế giới mà các bạn đang chỉ nhìn vào mặt tích cực quá nhiều, và chúng tôi đang nhìn thấy hiện trạng là chúng tôi thấy cả mặt tiêu cực. Ở ngay từ người lần thứ nhất chúng tôi đã đồng ý là ta đang tồn tại là có cả tích cực và tiêu cực, nhưng chúng tôi muốn đưa cái tiêu cực ấy ra để chúng ta nhìn thẳng vào vấn đề. Và khi nhìn thẳng vào vấn đề thì chúng ta sẽ đưa ra giải pháp và chúng ta nhìn nhận được là chúng ta đang làm cái gì và chúng ta cần phải làm gì để cải thiện cái vấn đề đó. Và theo như đó thì chúng tôi đưa ra một tôi là chúng tôi sẽ giảm mức tiêu cực xuống mức thấp nhất có thể. Bởi vì sao? Tiêu cực và tích cực nó luôn đi với nhau và không thể biến mất tiêu cực 100% cả. Nhưng mà chúng tôi đang cố gắng để chỉ ra những cái sai lầm và những cái tiêu cực đó để giảm cái mức tiêu cực xuống và xây dựng, và cũng như các bạn là xây dựng một cái văn hóa hâm mộ thần tượng nó văn minh hơn. Thứ hai là các bạn đang quy chụp cho chúng tôi là đang nhìn về tiêu cực nhiều quá, nhưng thật sự là không phải như vậy. Chúng tôi chỉ muốn đưa những cái đấy ra để chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề, chúng ta phải đối mặt với cái vấn đề đấy, chứ không phải là chúng ta luôn nói về những cái tích cực, những cái lợi ích đường dài của các bạn, và chúng ta luôn mường tượng ra một cái thế giới nó quá lý tưởng. Tiếp theo là chúng tôi có nói là về lợi ích đường dài thì họ, nếu mà họ đi lên bằng tài năng, họ giữ được cái tài năng đó thì cái lợi ích đường dài nó thì cái con đường chúng tôi đi sẽ dài hơn những cái lợi ích mà các bạn mang lại. Và sau đây chúng tôi khẳng định là chúng tôi có ưu thế hơn, bởi vì các hệ thống lập luận của chúng tôi đã nhìn nhận được bao quát hơn, nhìn được nhiều mặt của một vấn đề, và chúng tôi bám sát với thực tế, với những gì diễn ra và đúng với những cái mục đích ban đầu chúng tôi đưa ra. Chúng tôi đã hoàn toàn chứng minh được là cách giải quyết của đội chúng tôi hôm nay đã ưu thế hơn các bạn. Và chúng tôi tái khẳng định một lần nữa là tiêu cực và tích cực đi đôi với nhau, nhưng chúng tôi đang đưa cái tiêu cực ra ánh sáng nên chúng ta phải chấp nhận cái vấn đề đấy và chúng ta phải giải quyết cái vấn đề đó. Tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Một lần nữa xin cảm ơn. Cuối cùng, những chiến binh của hai đội đều đã đưa ra và đã hết sức cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng ta sẽ chờ đợi đến cuối chương trình để có thể lắng nghe điểm số của ban giám khảo. Và một lần nữa, cảm ơn các bạn đã hoàn thành rất tốt và xuất sắc nhiệm vụ của mình. Các bạn có thể quay trở về vị trí ngồi. Quý vị khán giả truyền hình thân mến, chúng ta đã cùng đi hết 3 lượt tranh biện và 1 lượt phản hồi. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa nhìn lại những luận điểm chính của cả hai đội chơi trong chương trình Trường Tin ngày hôm nay. Lại và đây là phần công bố kết quả cho trận đấu cuối cùng của vòng loại 1/14 của Trường Tin 2018. Ngày hôm nay cho dù kết quả như thế nào thì hy vọng là cả 6 bạn đều đã thấy mình đã hết sức xuất sắc, cố gắng tự tin để hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Và cho dù đội nào không chiến thắng thì các bạn cũng đừng quá buồn, bởi vì các bạn có thể chờ đợi tấm vé cứu vớt từ ban giám khảo của chương trình. Và tôi xin được phép sẽ đưa ra điểm số. Điểm số của lượt phản hồi như sau. Giám khảo Wonder You đã dành 5 điểm cho đội ủng hộ. Và giám khảo Tú Uyên đã dành 5 điểm cho đội phản đối. Và cuối cùng giám khảo Ngô Bá Lục cũng đã dành 5 điểm của mình dành cho đội phản đối. Xin chúc mừng các bạn. Vậy là tổng điểm của chúng ta ngày hôm nay, đội ủng hộ có 45 điểm sau trận đấu này, và đội phản đối đã giành chiến thắng xuất sắc với điểm số là 60 điểm. Chúc mừng các bạn, rất tuyệt vời. Đội Trung học phổ thông chuyên Sơn La, các bạn đừng buồn,
vì hôm nay các bạn thực sự đều đã rất cố gắng. Các bạn đều sẽ được nhìn nhận một cách rất chính xác từ phía ban giám khảo. Để biết đâu các bạn sẽ nhận được một tấm vé cứu trợ của ban giám khảo thì sao, đúng không ạ? Nên hãy vui lên, chúng ta đều đã làm rất tốt và rất xuất sắc trong chương trình ngày hôm nay. Vậy là sau trận đấu ngày hôm nay, chúng ta đã tìm được đội thi thứ 7 sẽ bước vào vòng tứ kết của trường tin 2018. Một lần nữa xin chúc mừng cho đội Trung học phổ thông Quảng Sơn 1 Thanh Hóa. Và đội thi thứ 8 của chúng ta sẽ được hội đồng ban giám khảo lựa chọn. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn khán giả và hy vọng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi trường tin 2018 và ủng hộ cho các đội của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Cùng với chiến thắng của đội thi đến từ Trung học phổ thông Quảng Sương 1 Thanh Hóa, vòng loại của cuộc thi tranh biện trường tin 2018 đã chính thức khép lại với rất nhiều những cung bậc cảm xúc. Trải qua gần 2 tháng của chặng hành trình đầu tiên, những cá tính tranh biện của trường tin 2018 đã mang đến rất nhiều ấn tượng cho các khán giả của chương trình. 7 trận thi đấu, 7 kiến nghị đầy mới mẻ nhưng không kém phần thử thách, với không ít căng thẳng, kịch tính. Như trong câu chuyện công chúa ngủ trong rừng thì người công chúa đó đang ngủ và hoàng tử sẽ đến hôn công chúa. Như vậy là đã có một sự tìm kiếm gì về tình yêu không ạ? Chúng tôi cho rằng cái việc mà con cái và cha mẹ nên làm bây giờ là ngồi lại với nhau và tìm hiểu xem con đúng ở đâu, con sai ở đâu. Và chúng ta đã tìm được 7 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng tứ kết của chương trình. Cùng một lần nữa điểm lại những gương mặt ấy nhé. Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, Phú Thọ. Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Trung học phổ thông Marie Curie, Hà Nội. Trung học phổ thông Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Và cuối cùng, Trung học phổ thông Quảng Sương 1, Thanh Hóa. Chào đón 7 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng tứ kết cũng là khi các khán giả của trường tin phải tiếc nuối nói lời tạm biệt với 7 đội thi đã không may mắn tạm dừng chân sau những vòng thi đấu đầy cam go. Tuy nhiên, chia tay chưa phải là kết thúc, vì các bạn vẫn còn cơ hội để trở lại vòng tứ kết của cuộc thi tranh biện trường tin 2018. Hai giám khảo chính thức của chương trình là giám khảo Nguyễn Ngọc Tú Uyên và giám khảo quốc tế Walter Yale sẽ lựa chọn ra đội thi thứ 8 nhận được cơ hội may mắn dựa trên sự nỗ lực và cố gắng của các bạn trong từng trận thi đấu. Và đội thi thứ 8 bước vào vòng tứ kết sẽ là đội thi nào? Hãy cùng đón xem ở tập tiếp theo của cuộc thi tranh biện trường tin 2018 nhé!